Liên quan đến vụ án mạng ba người trong cùng gia đình tử vong gây rúng động dư luận, chiều tối 4 tháng 12 năm 2023, nguồn tin của phóng viên báo Thanh niên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp nghi phạm vụ thảm án ba người tử vong. Nghi phạm là Bùi Vũ Khoa, 23 tuổi, là chồng hờ của nữ nạn nhân, 38 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, xã Thành Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Nạn nhân ly dị chồng khoảng hơn một năm nay và chung sống như vợ chồng với nghi phạm Bùi Vũ Khoa, cũng theo nguồn tin, bước đầu làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, nghi phạm Bùi Vũ Khoa khai nhận hành vi giết ba người trong cùng gia đình nạn nhân vào ngày 26 tháng 11, tức là 8 ngày trước khi bị bắt. Đơn vị đang di lý nghi phạm Bùi Vũ Khoa từ Bạc Liêu về Cà Mau để điều tra nguyên nhân dẫn đến giết người. Như báo Thanh niên đã thông tin, căn nhà gặp nạn là của một người đàn ông 69 tuổi, ngụ ấp láng cùng, xã Thành Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 4 tháng 12, một người con gái của nạn nhân, năm nay 37 tuổi, ngụ thành phố Cà Mau về thăm gia đình. Đến nơi, chị này thấy nhà khóa cửa và phát hiện mùi hôi. Chị này báo với hàng xóm và chính quyền địa phương. Khi chính quyền địa phương và hàng xóm phối hợp phá cửa vào nhà kiểm tra, thì phát hiện cha của chị tử vong trong phòng ngủ. Chị gái của chị này cũng đã tử vong tại phòng ngủ của mình. Còn thi thể mẹ của chị được phát hiện dưới vuông nuôi tôm cách nhà khoảng 50 mét. Tiếp nhận thông tin vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự vào cuộc truy bắt nghi phạm. Qua rà soát, xác minh, sàng lọc nhanh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Công an địa phương xác định được nghi phạm là Bùi Vũ Khoa nên truy bắt. Đến 17 giờ, nghi phạm Khoa bị bắt khi đang lẫn trốn tại Bạc Liêu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.